Hơn 100 năm trước con người có được kỹ thuật dịch chuyển trong không gian, đồng thời khởi động đường dịch chuyển không gian. Nhưng khiến tất cả mọi người bất ngờ là, ở bên kia của đường dịch chuyển không gian, lại là một thế giới mới hoàn toàn khác. Ở đây chỉ có sự đáng sợ và sát hại vô tận. Còn khoa học kỹ thuật và vũ khí nóng mà con người vẫn luôn tự hào, ở đây lại hoàn toàn vô hiệu. Hơn nữa vì đường dịch chuyển không gian không thể được đóng lại, con người đã sớm dịch chuyển đi, trở thành tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn, chỉ có thể sống tạm bợ dưới móng vuốt sắc bén của các loại dị thú. Nhưng vì một lần tình cơ, từ người đầu tiên ăn dị thú trở đi, cơ thể của con người lại xuất hiện gen tiến hóa. Sau đó con người bắt đầu điên cuồng tàn sát dị thú, cướp lấy thú hồn của chúng. Trải qua hơn 100 năm tiến hóa hết lần này đến lần khác, cơ thể của thú hồn và mình đã dung hợp, con người cuối cùng cũng nắm được mật mã di truyền. Nhưng con người chỉ có tiến hóa không ngừng mới có thể tiếp tục tồn tại trong thế giới mới kẻ mạnh hiếp yếu, thậm chí tiến hóa thành thần. Thế giới mới này được con người đặt tên là nơi trú ngụ của thần. Con người đàn ông cầm rìu lớn này tên là Hàn Sâm, là người chưa tiến hóa. Mặc dù mới dịch chuyển đến đây được một tháng, nhưng anh thuận lợi trở thành đối tượng truy sát của tất cả mọi người. Thậm chí nguyên nhân bị những người này truy sát chính là vì tổ đoàn họ đánh loạn, thú hồn rơi xuống lại bị anh tiện tay cầm đi. Nhưng thế giới mới kẻ mạnh hiếp kẻ yếu này, sinh tồn và tiến hóa mới là quy tắc duy nhất. Chẳng hạn như bây giờ một khi bị chúng đuổi theo, Hàn Sâm tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Thắng làm vua thua làm giặc đơn giản như thế, nhưng nếu có thể sống tiếp, ai sẽ nguyện ý muốn chết chứ? Thật sự không cam tâm rồi. Một tháng trước, Hàn Sâm vừa đến tuổi 18 yêu cầu, liền lập tức dịch chuyển tiến hóa. Nhưng anh không phải vì thích mới đến đây, rất ít người giống anh, không lên đại học liền vào đây làm bia đỡ đạn. Vì cha đột ngột qua đời, cơ thể mẹ yếu ớt nhiều bệnh không thể làm việc, còn em gái đang đi học cũng cần chi phí. Chỉ có Hàn Sâm tốt nghiệp trung học vì để kiếm tiền. Bước vào nơi trú ngụ của thần là lựa chọn tốt nhất. Nhưng từ khi vào đây, mí mắt trái vẫn luôn nháy. Lẽ nào đây là điềm báo sắp phát tài ư? Hàn Sâm che mắt lảo đảo đi đến chỗ rẽ, bỗng nhiên ở chỗ rẽ, nhìn thấy một quái thú thân dài mấy chục mét chặn anh lại. Thảo nào mí mắt trái vẫn luôn nháy, hóa ra là sắp gặp được quái thú. Quái thú chết tiệt, ai cho ngươi chạy đến thành phố phách lối ăn một đòn của ta đi. Chưa nói xong, Hàn Sâm đã rút dao găm ra để đâm nó. Ngại ngùng nhất là, vị trí anh đâm trúng là mông của quái thú. Trong phút chốc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó. Rất nhanh xung quanh quái thú bắt đầu tỏa ra khói trắng, ngay sau đó biến thành một mỹ nữ duyên dáng nhẹ nhàng. Hàn Sâm bị dọa sợ xanh mặt. Nữ nhân, mông, đây là con người, bất ngờ thu hút sự bàn tán của người đi đường chàng trai trẻ, lại dám đâm vào mông của Tần Huyên, chuyện gì đây? Ha ha, lẽ nào anh chàng này không biết thú hồn có thể biến thân sao? Tần Huyên là nữ nhân quyền thế và thực lực nhất cửa nơi trú ngụ. Không ít người nhịn cười, người này đến mông của Tần Huyên cũng dám đâm, nói chung là thật khốn nạn a. Mỹ nữ này vì bị một người đàn ông lạ đâm vào mông, liền nhanh chóng gọi một đám người lực lưỡng bao vây anh. Một người đàn ông vạm vỡ bất ngờ đá một chân anh từ phía sau. Hàn Sâm lập tức mất cân bằng quỳ hai đầu gối xuống đất. Tần Huyên lúc này nói ra những lời cay nghiệt tất cả mọi người đều nghe theo. Từ hôm nay trở đi ai ở cùng với anh ta hoặc giúp anh ta, thì chính là kẻ thù của Tần Huyên ta. Lời vừa nói ra, trái tim Hàn Sâm không khỏi run rẩy, còn đám người đàn ông vạm vỡ mặt dữ tợn đang nghiến răng nghiến lợi. Anh thậm chí còn hoài nghi có phải mình nằm mơ không, mình làm cái gì vậy? Đây có phải là thật không? Mình lại đâm vào mông của Tần Huyên ư? Nhưng mình vừa mới đến đây mà. Cứ như thế trải qua gần một tháng, ở một nơi nào đó bên dòng suối, một người đàn ông đang ngồi trong góc phát ra tiếng kêu kỳ dị. Hóa ra là Hàn Sâm tiến hóa, đang giết lượng lớn hắc giáp trùng. Chỉ thấy anh lấy ra dao găm, đánh dấu máu thịt của hắc giáp trùng tại chỗ. Hệ thống lập tức hiển thị thành công giết hắc giáp trùng. Ăn máu thịt có thể ngẫu nhiên đạt được gen từ 0 đến 10 điểm. Nhưng xui xẻo là đã liên tục ăn hơn 30 hắc giáp trùng mà gen vẫn không tăng chút nào. Ngoài giá trị gen của cơ thể bình thường ra, gen khác đều là 0. Nếu cứ tiếp tục thế này, không biết năm nào tháng nào anh mới có thể hoàn thành lần tiến hóa đầu tiên, đạt được thứ hạng máu thịt cấp thấp, đối với hiệu quả tiến hóa của cơ thể gần như bằng không. Đến đây sắp được một tháng rồi, nhưng anh vẫn không thể hoàn thành một lần tiến hóa cơ thể. Trước đây anh cũng đã nghĩ giết sinh vật mạnh một chút, nhưng cho dù là gặp loài yếu nhất, sinh vật cấp nguyên thủy đồng nha thứ, anh cũng không thể tiêu diệt được nó, cuối cùng thậm chí còn sắp mất đi nửa mạng già này. Tu dưỡng nửa tháng mới lần nữa trở về nơi trú ngụ của thần. Nhưng thường có thể tìm được mấy người hết dao đi tiêu diệt sinh vật cấp nguyên thủy, cũng không đến nỗi thảm thế này. Hàng nghìn hàng vạn lần không nên đâm một dao vào Tần Huyên. Bây giờ có ai dám kết giao với anh chứ? Lúc anh đang vô cùng hối hận, bỗng nhiên phát hiện một ánh sáng vàng lấp lánh cách đó không xa. Hàn Sâm đi lại gần xem thử, sao lại có hắc giáp trùng màu vàng chứ? Đến hệ thống cũng không có thông tin về nó. Chính vào lúc này, Hàn Sâm bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Hắc giáp trùng màu vàng này lại bò về hướng anh. Hàn Sâm không chần chừ tấn công trước, nhanh chóng cầm dao găm tích đầy điện, đâm vào hắc giáp trùng màu vàng này. Hệ thống lập tức biểu thị giết thần huyết hắc giáp trùng. Có được thần huyết hồn thú, Hàn Sâm còn tưởng rằng mình nhìn nhầm rồi. Sinh vật cấp thần huyết, hồn thú của cấp thần huyết sao có thể được? Trong thế giới mới này, dựa vào đặc tính và độ hiếm, dị thi căn bản chia làm 4 cấp: phổ thông, nguyên thủy, biến dị. Thần huyết đương nhiên cấp thần huyết là cấp khó có được nhất.
Hơn nữa, cả nơi chú ngự cương giáp này cũng không có mấy người có thể có được. Lần này phát tài rồi, anh lập tức điều tra dữ liệu của thú hồn. Đây không phải là thú hồn loại áo giáp mà mình vẫn luôn ước mong ư? Không ngờ nhanh như thế ước nguyện đã thành hiện thực rồi. Chính vào lúc này, thú hồn đột nhiên hóa thành một ánh sáng vàng đâm thẳng lên không trung. Rất nhanh, trước mặt anh xuất hiện một thú hồn hình giáp trùng, sau đó giống như một chất lỏng nhanh chóng hòa tan, không ngừng kéo dài về hướng cơ thể anh. Không lâu sau, cơ thể của Hàn Sâm đã bị chất lỏng màu vàng bao quanh, theo chất lỏng vàng chậm chậm chảy ra, áo giáp của Hàn Sâm cũng dần dần hiện ra. Lúc này anh cảm thấy cơ thể mình trở nên dễ chịu, hơn nữa sức mạnh vô cùng dồi dào, không hổ là giáp trùng của thú hồn cấp thần huyết, so với giáp trùng của thú hồn cấp nguyên thủy thường gặp đẹp không biết bao nhiêu lần. Trước đây nhìn thấy có người mặc giáp trùng xấu xí của thú hồn cấp nguyên thủy đều vô cùng ngưỡng mộ, không ngờ hôm nay Hàn Sâm đến trước mặt một tảng đá khổng lồ, muốn thử xem sức mạnh hiện tại của mình. Chỉ thấy anh tùy tiện đấm một cái liền có thể nghiền nát tảng đá lớn, không ngờ phải chịu sự cô lập của tất cả mọi người như anh cũng có ngày trở mình. Thanh niên này no đến mức muốn nôn ra vẫn còn đang nấu canh. Hết cách rồi, thật sự không dám lãng phí nguyên liệu quý giá. Trước đây ăn hết máu thịt của hắc giáp trùng thần huyết, liền tăng lên 7 điểm gen thần, uống xong xúc xác tử hầm này, nói không chừng có thể tăng. Nhưng thần huyết hắc giáp trùng anh lấy ra từ trong người này, rốt cuộc là cái gì? Hàn Sâm nhìn tinh thể sáng đẹp này, trông có vẻ vô cùng kỳ lạ, xem ra một chút cũng không giống một bộ phận trong cơ thể hắc giáp trùng đó. Lúc này, lục lân thú trong lồng bên cạnh đang nhìn chằm chằm. Chính vào lúc này, tinh thể bỗng nhiên trượt khỏi tay Hàn Sâm và bị cướp đi, nhưng lúc anh quay người lại đã muộn rồi. Lục lân thú trong lồng đã nhanh chóng dùng đầu lưỡi quấn lấy tinh thể, không nói hai lời trực tiếp nuốt xuống, cuối cùng còn không quên liếm môi. Hàn Sâm lập tức phát điên lên, chất tiệt, lại nuốt xuống nữa, mau nhổ ra cho lão tử. Nhưng lục lân thú vẫn bất động, yên tĩnh giống như chết. Chính vào lúc này, thể tích lục lân thú bắt đầu phình ra, cơ thể không ngừng tỏa ra khí tức màu xanh, bất ngờ dọa khiến đồng tử của Hàn Sâm thu lại. Lúc này có thể nhìn thấy cơ thể của lục lân thú đang nhanh chóng phá lồng, trong tức khắc đã lao trực diện về phía Hàn Sâm, còn Hàn Lâm bên này nhanh chóng lui về sau từng bước nhỏ, vừa rút ra dao găm ở thắt lưng, rất nhanh đã xuất hiện lưỡi kiếm sấm sét, đâm thẳng vào cơ thể lục lân thú. Hàn Sâm nhìn lục lân thú nằm trong vũng máu, anh nghĩ lại vẫn còn sợ. Lúc này hệ thống hiển thị giết thành công, giết lục lân thú cấp nguyên thủy. Bỗng nhiên Hàn Sâm kinh ngạc thất thần, cấp nguyên thủy cấp của lục lân thú phải thấp hơn mới đúng, lẽ nào viên tinh thể đó có thể giúp nó tiến hóa ư? Anh rút dao găm ra, cuối cùng cũng hiểu tại sao hắc giáp trùng có cấp thần huyết, đều là vì nuốt những viên tinh thể này. Anh không chần chừ nữa mà lấy ra tinh thể, có thể nói sinh vật cũng có thể thông qua tinh thể tiến hóa đến cấp thần huyết. Hàn Sâm không nhịn được mà hôn nó một cái, nếu thế này không lâu nữa mình có thể thay ra đổi cốt rồi. Chuyển cảnh, trong nhà Hàn Sâm liền vang lên tiếng cãi nhau, đưa một phần của anh hai cho các người, nhưng muốn độc chiếm nhà không có cửa đâu. Cha của Hàn Sâm vừa chết, những anh em chú bác này liền chạy đến tranh giành tài sản. Ngôi nhà vốn dĩ là tài sản của cha mẹ, chúng ta làm con đều phải có phần, dựa vào cái gì mà mấy người độc chiếm? Chú hai nói mấy người đã sống hơn 20 năm, đã được hời quá rồi còn gì, đến lúc phân chia tài sản rồi. Dượng cũng biểu thị đồng ý anh hai nói đúng, thím hai cho rằng giá trị ngôi nhà cổ này cũng hơn 300 vạn. Nếu đưa cho mỗi nhà 100 vạn thì giữ lại nhà, nếu bán ngôi nhà này đi thì chia tiền. Mẹ Hàn Sâm căn bản không có tiền đưa cho họ, nếu bán đi ngôi nhà này thì mình cũng không có nhà để ở. Nhưng chú hai vẫn không nhường, tìm một lý do lớn hơn, cuối cùng cho mấy người thời gian một tháng, hoặc là đưa tiền hoặc là bán nhà, nếu không thì gặp nhau ở tòa. Không lâu sau, Hàn Sâm mới vội vàng trở về nhà. Đám người cặn bã này từng nợ mấy nghìn vạn, đều là cha giúp họ trả. Tập đoàn Tinh Vũ muốn nuốt chửng công ty của nhà chúng ta, nếu cha không vì mọi người lộ diện mà tranh cãi với Tinh Vũ, sao có thể chết khó hiểu như thế? Mẹ đối mặt với sự chỉ trích và tự trách, Hàn Sâm nói mình đã hỏi qua chú Trương luật sư, nhất định sẽ bảo vệ nhà của cha. Đám người cặn bã này dám bắt nạt mẹ và em gái mình tuyệt đối sẽ không để họ sống yên ổn. Ưng Giáp Tý hộ sở tại trạm Tinh Vũ ở Lạc Gia Tinh. Ở trạm dịch chuyển, không ngừng truyền đến âm thanh của loa phát thanh, chủ tịch của tập đoàn Triệu Á Long đã hoàn thành lần tiến hóa thứ 3, được thăng cấp lên làm vị thần thứ 4 tại Tý hộ sở, đạt tới cảnh giới bán thần, thiên tài trẻ tuổi Lan Các, với gen biến dị 100 điểm, thăng cấp lên vị thần thứ 2 ở Tý hộ sở. Nghị viên Hải Minh Uy hôm qua đã giết sinh vật biển có thần huyết thuộc cấp bán thần. Chuyên gia dự đoán, sau 10 năm nữa, lần tiến hóa thứ 4 sẽ xuất hiện, tiến đến Tý hộ sở của vị thần thứ 5. Hàn Sâm nghe xong phát thanh liền rơi vào trầm tư. Sự tiến hóa, sự siêu việt, bán thần, nếu như bây giờ có loại tinh thể đó, hoặc là bản thân cũng có thể đi đến bước đó, mặc dù có gen thần, nhưng muốn trong thời gian ngắn để đạt được 100 điểm gen thần đó, lại không thể giống với thực tế, nhưng mà sẽ bắt đầu từ gen nguyên thủy và gen biến dị để đạt đến 100 điểm. Vẫn còn có hy vọng. Cảnh tượng vừa thay đổi, Hàn Sâm đến Lạc Phong tốc của Cương Giáp Tý hộ sở. Lúc đó anh đang ngồi xổm trong thảm cỏ để chờ con mồi. Nếu không phải đã đun sôi mai giáp cấp thần huyết trước đó, nhất định có thể bán với giá 200 vạn, nhưng chỉ có tiếp tục dùng tinh thể đó để nuôi dưỡng những sinh vật kia, trong vòng một tháng nhất định có thể kiếm đủ tiền để mua một căn nhà.
Chính vào lúc đó, anh quan sát ở phía trước hình như có động tĩnh, cách đó không xa có một con bọ ngựa lớn đang ẩn náu. May mắn là mắt anh tốt nên đã phát hiện ra nó trước. Con bọ ngựa lớn này, màu sắc của bề ngoài cơ thể nó quá giống với cỏ. Trong tình huống như vậy thực sự rất khó để phát hiện ra con bọ ngựa. Cấp nguyên thủy, Hàn Sâm không nói lời nào. Anh rút dao găm ra và xông thẳng lên phía trước. Nhưng điều khiến anh không ngờ tới là con bọ ngựa còn nhanh hơn cả anh. Nó sớm đã bay lên trên đỉnh đầu của anh. Điều này khiến cho Hàn Sâm vốn chủ động tấn công lại sững người ngay tại chỗ. Anh thậm chí còn không biết nên phòng vệ như thế nào trong tình huống này. Chính diện chịu một đòn tấn công từ con bọ ngựa. May mắn là Hàn Sâm lập tức lùi lại 10 bước. Chết tiệt, đắc ý rồi. Sức tấn công và tốc độ của con bọ ngựa đều vô cùng mạnh mẽ. Anh hoài nghi vuốt ve bộ áo giáp. Trong cuộc tấn công này lại không bị tổn thất. Áo giáp thú hồn cấp thần huyết, quả thật rất lợi hại. Hàn Sâm lập tức phản đòn, lấy con dao găm với tia sấm sét rồi nhảy lên. Chỉ thấy một luồng ánh sáng nhanh như chớp bay ngang qua. Eo con bọ ngựa bị cắt ngang thành hai mảnh. Ha ha ha, bộ giáp trong tay, thiên hạ này chỉ tôi có. Giết thành công, giết con bọ ngựa cấp nguyên thủy, cũng có thể động tĩnh quá lớn. Ngay lập tức làm kinh động một đàn bọ ngựa ùn ùn kéo đến. Nhưng bất luận bọn chúng tấn công như thế nào, Hàn Sâm vẫn đứng yên bất động, có áo giáp thú hồn bảo vệ bản thân. Chỉ có anh giết người, người khác lại không thể giết anh. Xem ra đã gặp phải một sinh vật cấp biến dị rồi. Cũng có thể thử một trận. Không bao lâu sau, Hàn Sâm đã thuận lợi khiến cho đám bọ ngựa đều bị giết sạch. Rất nhanh trong đám cỏ truyền đến một động tĩnh cực lớn. Mà lần này, tất cả bọ ngựa ở trong đám cỏ hầu như đều bay ra ngoài. Hàn Sâm nhanh chóng rút cây dao găm tự tin xông lên chiến đấu. Xem ra bọn chúng đều là muốn chết chung với nhau. Cùng với lúc đó, ở lối vào Lạc Phong Cốc vang lên giọng nói của một người đàn ông. Anh ấy là đại gia Tô Tiểu Kiều, đang đứng oán trách bản thân sao lại đến được cái nơi ma quỷ như cương giáp tí hộ sở chứ. Nhưng mà khi anh ấy nghĩ đến việc có thể cống hiến hết mình dưới sự chỉ huy của chị Tần Huyên, cũng có chút hưng phấn.